Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình và bạn mình sẽ đi mua một cái máy ảnh mới. Đến đây từ nãy giờ rồi nhưng mà do đông quá nên đứng ngoài đây chờ. Đó, bây giờ người ta ra bớt rồi mình sẽ vô nhé. Đây là bạn Nghiệp. À, xíu nữa mình sẽ giới thiệu tại sao bạn này lại đi mua máy ảnh. Bạn này không chưa biết gì máy ảnh đâu, nhưng tại sao lại bỏ một đống tiền để đi đập hộp một con máy ảnh mới. Đó là con Sony A7C. Đấy. Thế nếu bạn ấy mua thì mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Đây là cửa hàng máy ảnh. Vẫn còn rất là đông người ở trong này. Cửa hàng máy ảnh 24 giờ. Ở cửa hàng này thì mình đã mua ở đây rất là nhiều lần rồi. Mặc dù ở cái cơ sở thì nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà do cái chất lượng phục vụ đó các bạn, rất là chăm sóc tận tình chu đáo, cho nên cái lượng khách tới lui rất là đông. Đó, và hôm nay mình cũng chỉ cho bạn mình tới luôn. Bạn này sẽ mua một con A7C đập hộp để bắt đầu một cái sự nghiệp sự nghiệp mới. Không, cái lý do thực sự thì nó rất là phức tạp, để xíu nữa mình sẽ nói rõ hơn nhé. Ở đây đông người quá, nói ra mất mặt. Đại gia đã quyết định xuống tiền và lấy luôn con A7C, không cần test. Đại gia đã chuyển khoản cái rạc 53 triệu, là bao gồm một cái túi, một body A7C, một chiếc len FE85, một cái gì ta, một cái dock sạc. Ui, cái dock sạc đây, có phiếu thanh toán đây. Đó, thấy không? À, sạc nè, dock sạc nè, túi máy ảnh nè. À, cái filter 67 lens Sony tổng cộng là 53 triệu. Tiền luôn. Thanh niên đang mò máy các bạn. Mới chi tiền cục để mua về cho nên là giờ rất là háo hức. Rồi bây giờ mình cũng công bố luôn cái lý do tại sao mà một thanh niên chưa biết gì về nhiếp ảnh mà lại phải xuống một số tiền lớn để mà mua một cái máy ảnh, một cái ống kính như vậy. À, thực chất không phải vì đam mê đâu ạ. Cái này là áp lực. Này là áp lực. Áp lực và phải mua. Tại sao? Tại bây giờ thanh niên này đang đi làm công ty mà bồ người yêu bảo là giờ anh không có sự nghiệp riêng, là nó không yêu nữa, nó chia tay. Đó, cho nên giờ không biết làm gì hết. May mà gặp mình. Mình giống như kiểu là anh nhanh ấy, mình đã chỉ ra một cái con đường soi sáng, con đường sự nghiệp của nó, chỉ nó theo đường nhiếp ảnh đó, hướng dẫn nó mua cái máy này. Đó, đây là cái máy A7C nha. Thực ra con này, máy này mình cũng đang rất là thích, nhưng mà do không có tiền mua mà thằng này nó đại gia cho nên để cho nó mua. Mốt mình nó xài chán cái mình mượn xài ké. Được không? Nhưng mà không, thực ra đây là một cú lừa. Đầu tiên nó định mua máy của mình có hai con máy, mình định bán một cái do tình hình dịch bệnh không có xô, không có chậu, cho nên nghèo á các bạn. Định bán một chiếc máy ảnh để lấy tiền trang trải cuộc sống. Nó hứa là nó mua máy của mình để mình chỉ dạy nó về nhiếp ảnh, hướng dẫn nó chụp hình quay phim rồi các thứ đó. Thì sau khi mình hướng dẫn nó xong thì nó mua máy này, mua đập hộp máy này đó. Cay chưa? Nó rất là cay luôn á, nhưng mà thôi không chấp. Đó, rồi bao mình đi ăn bún đậu. Sao thế máy, sao hài lòng không? À, mấy thằng mới chơi ấy, thường nó sẽ thích những cái máy mới, máy to các bạn. Nó thích Canon, thì Canon nó to. Nhưng mà nó đâu có hiểu là chơi thời gian thì ai cũng thích máy nhỏ đó. Đó. Máy này thì chúng ta vừa có thể chụp hình vừa quay phim được, rất là đẹp luôn. Đó. 53 cũ cho một cái cục đen thui nhỏ nhỏ. Anh Ninh đang tiết tiền. Nhưng mà làm ăn là cái gì phải đầu tư chứ, đúng không?
không đầu tư thì làm sao mà làm được. Rồi nhá, thôi bây giờ mình đi ăn bún đậu mắm tôm đây. Rồi chất lượng hình ảnh của con A7C này như thế nào thì đợi nó về nó chụp đi rồi mình lấy hình mình đăng lên cho bạn xem. Ok.